Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Loạt ảnh bốc trần nhan sắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà giữa hàng vạn người dân ngày trở về quê nhà. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam vào ngày 1 tháng 12, Đỗ Thị Hà chính thức trở về quê hương chia sẻ niềm vui với bà con xóm làng. Ngay từ sớm, người dân tại đây đã chung tay vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo băng rôn chờ đón Đỗ Thị Hà. Người dân nơi đây rất phấn khởi và vinh dự bởi đây là lần đầu một cô gái xứ Thanh đăng quang Hoa hậu. Đến chiều, đông đảo người dân có mặt tại nhà văn hóa để ngắm nhìn tân Hoa hậu. Nhan sắc của chân dài 19 tuổi đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không ít người phải khẳng định rằng Đỗ Thị Hà rất đẹp và xứng đáng với vương miện. Không chỉ vậy, khoảnh khắc cô nàng bật khóc trên vai mẹ sau thời gian dài xa nhà cũng khiến những người có mặt tại đó xúc động. Đỗ Thị Hà xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài trắng đeo vương miện khi trở về quê hương. Cô luôn nở nụ cười trên môi, hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt. Nụ cười tỏa nắng của Đỗ Thị Hà đã gây được thiện cảm trong lòng công chúng. Nụ cười rạng rỡ ngày trở về giữa đám đông hỗn loạn. Có thể thấy Hoa hậu Việt Nam 2020 vô cùng xinh đẹp trong tà áo dài trắng và đeo vương miện đắt giá. Không ít người phải khẳng định rằng Đỗ Thị Hà xứng đáng với vương miện. Khoảnh khắc nàng hậu bật khóc khiến ai nấy đều xúc động. Cô ôm chầm lấy mẹ của mình tạo nên khung cảnh xúc động. Và đúng với sức hot của mình, nàng hậu khiến cả khu vực vỡ trận khi số lượng người có mặt tại đây quá đông. Người dân nườm nượp, lên đồ rộn ràng tập trung kín cả khu vực. Học sinh đứng thành hàng chờ đón. Và khi Đỗ Thị Hà xuất hiện, tất cả mọi người đã ùa đến. Thật không ngoa khi nói không khí chào đón tân hoa hậu chẳng khác gì các buổi đón idol K-pop ta thường thấy tại sân bay. Để đảm bảo an toàn, rất đông các chiến sĩ công an đã phải có mặt. Không khí tại xã Cầu Lộc lúc này rộn ràng, vui tươi như trại hội. Bà con ai cũng rạng rỡ, phấn khởi và đầy tự hào khi nhắc về Đỗ Thị Hà. Gia đình tân hoa hậu đã sắp xếp bàn ghế, trang hoàng nhà cửa, tổ chức mời dân làng đến ăn kẹo, uống nước. Ngoài ra, bố mẹ của Đỗ Thị Hà còn thêm tiệc ăn mừng với những người thân thiết, họ hàng và làng xóm. Đỗ Thị Hà phát biểu, kính thưa ban lãnh đạo địa phương và đặc biệt là toàn thể nhân dân, các cô dì, chú bác, những người đã đồng hành cùng với Hà. Cho phép em được xưng là Hà, bởi vì đây có rất nhiều cô dì, chú bác lớn tuổi hơn, nên em hơi khó xử, em xin phép được xưng là Hà. Lời đầu tiên cho phép Hà xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ cho Hà trong thời gian qua. Thành công của một người nào cũng được tạo nên bởi nhiều yếu tố và kết quả ngày hôm nay của Hà tạo nên từ sự ủng hộ động viên của tất cả mọi người. Hà rất trân trọng điều đó và xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.